Buổi trưa hôm nay em có khui hàng giới thiệu cho các bác về một số cái mã dàn e-quay cho về đấy. Nhưng do buổi trưa nó nắng nó sáng nên là cái độ trong với lại cái độ sáng của những chiếc đèn nước thì nó không lên được mấy. Thì bây giờ đây em quay cho các bác nhìn đây. Đấy, khi về đây để trong nhà đây. Đấy, nó khác hẳn luôn các bác. Những chiếc này em đã có giới thiệu chi tiết cho các bác rồi. Về model giới thiệu chi tiết cho các bác. Với con này này, giới thiệu này, con này là con BSR, con BSR E-Quay 3000, BSR 3000 này, BSR 3000, con này đẹp như mới luôn. Quay qua điện thoại thì nó không được nét như bên ngoài đâu, bên ngoài nó nét lắm, bên ngoài nó nét đẹp xuất sắc luôn. Con này mức giá 7,9 triệu này, BSR E-3000. Xuống dưới là con Pioneer CR777. Con này hai đèn nước hai bên. Chưa. Bên. Mức giá 5,9 triệu. Phía dưới đây là con đầu con vừa âm ly, vừa đầu DVD đọc được, vừa giải mã. Nói tóm lại là tuner, radio có hết. Tất cả các chức năng này trong một, mức giá 6,8 triệu. Và dưới cùng nữa đó là con E-Quay Ramsa. Đến từ đất nước Nhật Bản, một dòng E-Quay phải nói luôn là quá nổi tiếng rồi. E-Quay và E-Quay này, âm ly và loa Ramsa này các bác đã nghe rồi đấy, biết đấy. Dòng này rất là nổi tiếng, kể cả từ loa, chất lượng loa âm ly như E-Quay này. Con Ramsa này, hàng khủng. Cần gạt nhìn chưa, miên man. Mức giá 7,9 triệu. Bắt đầu cần chi tiết của những sản phẩm này em sẽ gửi clip buổi trưa này cho. Buổi trưa này em quay. Lúc đấy là mặt trời nó sáng quá, nó không rõ thế này. Thì em sẽ gửi cái clip đấy cho các bác xem cho nó chi tiết. Em cảm ơn. Đây, chúng em quay lại cái buổi này để cho các bác nhìn là đấy, nó đẹp như thế này.